Chào các bạn. Sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái sản phẩm, đó là cái dung dịch vệ sinh mũi Silumax Optic. Đấy thì đối với cái dung dịch vệ sinh mũi này thì mình mua để mình sử dụng. Đấy. Thì mình bị viêm xoang. Thì sau đây mình sẽ giới thiệu để cho các bạn biết về cái các cái tính năng, các cái công dụng của cái dung dịch vệ sinh mũi Silumax Optic này nha. Về cái thông tin ấy, thì đối với cái dung dịch vệ sinh mũi Silumax Optic ấy, người lớn, nó được thiết kế dưới cái dạng xịt phun xương, giúp cho các cái thành phần làm sạch kháng khuẩn nó đi sâu vào trong khoang mũi, mang lại cái hiệu quả tối ưu trong cái việc loại bỏ các cái dị nguyên làm thông mũi, tăng cường hàng rào tự nhiên bảo vệ cho mũi. Đồng thời thì nó phục hồi các cái độ ẩm cho niêm mạc mũi, hạn chế cái tình trạng mũi nó bị khô, khó chịu khi thời tiết trở lạnh. Về cái công dụng đối với cái xịt mũi Silumax Optic này, nó được bào chế với cái dạng xịt phun xương, tạo các cái hạt mịn dễ dàng đi sâu vào trong khoang mũi. Và để sử dụng được cái nó được sử dụng để vệ sinh mũi hàng ngày, giúp loại bỏ những cái dị nguyên, làm sạch, làm ẩm, phục hồi lại cái độ ẩm tự nhiên của niêm mạc mũi, giúp mũi thông thoáng hơn, giảm nghẹt mũi, cũng như là mang lại được cái cảm giác rất là dễ chịu. Đặc biệt đó là khi mà cái niêm mạc mũi nó bị khô, khó chịu khi mà thời tiết nó thay đổi, giao mùa, hoặc khi chúng ta ngồi trong phòng điều hòa máy lạnh quá lâu. Đó. Sản phẩm kết hợp cái bo lê ông tự nhiên, các cái methol giúp hỗ trợ ngăn ngừa cảm lạnh, các cái bệnh vùng tai, mũi, họng. Về cái hướng dẫn sử dụng, đó là chúng ta đặt cái ngón trỏ lên cái đầu vòi phun, đưa nhẹ nhàng vòi phun vào lỗ mũi, sau đó chúng ta ấn nhanh đầu phun từ 2 đến 3 lần mỗi bên mũi để dung dịch kéo cái chất nhầy ra ngoài, lại bị sạch và lau mũi. Đó. Lau sạch vòi phun để lắp bảo vệ, dùng 3 đến 6 lần, mỗi lần từ 1 đến 2 nhát xịt mỗi bên mũi, là có thể tăng nếu chúng ta cảm thấy nó cần thiết. Đó. Một số các cái lưu ý khi chúng ta sử dụng cái Silumax Optic này, thì thứ nhất là chúng ta phải đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Thứ hai là chúng ta nên sử dụng trong vòng 1 tháng kể từ khi chúng ta mở lắp ra. Thứ ba đó là chúng ta không sử dụng cho các cái mục đích khác. Đó. Thì đối với cái sản phẩm dung dịch vệ sinh mũi Silumax Optic này, thì nó có cái thể tích đó là 70ml. Thì đối với cái sản phẩm này thì nó được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Minh Chiến. Nó có cái địa chỉ tại số 6 ngõ 213 phố Giáp Nhất,
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Số điện thoại liên hệ 0963 062 706, sản xuất tại công ty cổ phần sức khỏe xanh Optic Việt Nam. Có cái địa chỉ tại thôn Quan Nhân, xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Đó. Thì đối với các cái dạng dung dịch vệ sinh mũi á, thì như các bạn biết á, thì nó được sử dụng rất là phổ biến hiện nay. Đó. Thì đối với các cái dạng dung dịch mũi này thì chúng ta khi sử dụng thì các bạn cũng hết sức là lưu ý. Đó. Đấy, nó chúng ta phải sử dụng đúng cái hướng dẫn sử dụng. Đó. Để giảm bớt các cái sự khó chịu khi mà chúng ta mắc các cái bệnh như là viêm xoang, cảm cúm, viêm mũi. Ngoài ra thì chúng ta cũng hạn chế được các cái mầm bệnh lây qua đường hô hấp. Đó. Đặc biệt do cái môi trường hiện nay nó rất là ô nhiễm. Đó. Các cái loại dịch bệnh nó lây qua đường không khí cũng rất là nhiều. Đó. Thì đối với các cái dung dịch xịt mũi này nó đem lại cái khả năng sát khuẩn, kháng viêm, chống oxy hóa, ngăn ngừa các cái bệnh liên quan đến đường hô hấp như viêm xoang, viêm mũi, ngạt mũi khó chịu. Nó mang lại được một cái cảm giác thoải mái, mát lạnh, giúp giảm căng thẳng mệt mỏi ngay sau khi chúng ta sử dụng. Đó. Sản phẩm này thì nó rất là nhỏ gọn, tiện lợi, chúng ta có thể mang theo bên người rất là dễ dàng đấy, mỗi khi chúng ta cần sử dụng. Đó. Đối với các cái dòng sản phẩm xịt mũi này á, thì các bạn chúng ta khi mà chúng ta sử dụng thì nó rất là dễ dàng đấy. Chúng ta chỉ cần làm đúng theo cái hướng dẫn đó thì chúng ta có thể sử dụng được. Đó. Đối với các cái dạng dùng hiện nay thì đối với những cái dạng xịt mũi, người ta thiết kế theo cái dạng xịt mũi phun sương. Đó. Chúng ta chỉ cần đặt vào cái lỗ mũi và chúng ta có thể bóp nhẹ là chúng ta đã có thể đó, sử dụng được. Đó. Đối với các cái sản phẩm này thì các bạn chúng ta cũng có thể yên tâm. Đấy, là nó được sản xuất trên cái dây chuyền công nghệ rất là hiện đại. Đấy, các cái khâu trong quy trình thì được kiểm soát nghiêm ngặt, chặt chẽ từ nguồn nguyên liệu đầu vào, quá trình sản xuất và đóng gói. Đấy, bộ ba các cái dòng sản phẩm này thì nó hiện nay nó cũng được rất là phổ biến đấy, tại thị trường Việt Nam cũng như là các nước. Đó. Nó giúp mũi thông thoáng hơn, dễ thở, tạo cảm giác dễ chịu, làm sạch mũi, thông mũi bằng cách loại bỏ bụi bẩn, các cái vẩy trong mũi, làm sạch các cái chất nhầy, đóng nghẹt mũi giúp dễ dàng đào thải ra ngoài hơn, hỗ trợ ngăn ngừa, làm giảm các cái triệu chứng về đường hô hấp như viêm xoang, ngạt mũi, sổ mũi, viêm mũi dị ứng, ngứa họng, viêm họng. Đó. Thì các bạn đang có những cái triệu chứng đấy thì các bạn chúng ta có thể tìm hiểu cái sản phẩm su Siluma Optip này. Đó, hiện nay các bạn có thể mua tại các cái hiệu thuốc để chúng ta có thể sử dụng.